Mời quý vị và các bạn nghe mẩu chuyện Duyên đỡ người tiên. Lương Hữu Tài, người huyện Sơn Tây, trôi nổi xuống Tế Nam làm nghề bán hàng vặt. Chỉ có một thân một mình, không có vợ con, điền sản gì cả. Hôm đó Tài theo người lối xóm lên núi Đại chơi. Khoảng tháng tư người ta lên núi Đại lễ bái rất đông. Lại có vô số mụ đồng thường đem hàng chục, hàng trăm đệ tử quỳ lung tung trước bàn thờ thần, cứ xem nhang cháy làm ngữ gọi là quỳ nhang. Tài thấy trong bọn có một cô chừng 17-18 tuổi, rất xinh đẹp, lấy làm khoái ý, liền giả làm khách đi lễ, mon men đến cạnh nàng. Lại giả vờ mỏi gối cho nên vịn tay vào chân nàng. Nàng quay lại, nét mặt giận dữ rồi bỏ ra xa. Tài lại bò đến gần, giây lát thỏ tay vịn cẳng nàng như trước. Nàng đứng phắt lên không quỳ nữa, ra cửa chùa rồi đi. Tài cũng đứng dậy theo hót nhưng không biết nàng đi đằng nào. Lòng đã thất vọng, buồn bã ra về. Giữa đường thấy nàng đi theo một bà già, hình như là mẹ. Tài sảo bước đi theo, mẹ con vừa đi vừa nói chuyện. Bà già nói, con chịu khó đi lễ Phật như thế là phải lắm. Con chẳng có em trai em gái gì. Chỉ xin Phật phù hộ cho con lấy được thằng chồng xứng ý. Miễn là hiếu thảo, không cần phải con nhà giàu sang. Tài nghe mà mừng thầm, dần già đến bên kiếm chuyện hỏi bà cụ. Bà cụ nói mình là họ Vân, còn nàng là Thúy Tiên. Nhà thì ở Sơn Tây, cách 40 dặm. Tài nói, đường núi thì hiểm trở khó đi. Cụ thì già yếu, cô gái thì mảnh khảnh thế này, thì làm sao mà lên tới đỉnh núi được. Trời đã xế chiều, mẹ con cô gái định ghé vào nhà ông cậu nghỉ nhờ. Lúc nãy nghe cụ nói muốn kén rẻ. Nếu cụ không chê tôi nghèo hèn, vậy tôi cũng chưa có vợ, cụ xem có ưng ý hay không. Bà cụ hỏi nàng nghĩ ra sao. Nàng chỉ làm thinh, hỏi đi hỏi lại đôi ba lần, nàng mới nói, chàng ta kém phúc đức, lại chơi bời mất nết. Con người khinh bạc ấy dễ cháo trở như bàn tay. Con không thể làm vợ một anh chàng như vậy được đâu. Tài nghe choáng người, vội vàng bày tỏ lòng thành và trỏ mặt trời thề thốt. Bà cụ vui mừng nhận lời, nàng thì vùng vằng ra vẻ dầu dĩ. Bà mẹ lại dáng vỗ về cho nàng vui lên. Tài ân cần xách hộ hành lý hai mẹ con. Thấy hai chiếc kiệu núi đi tới, Tài liền thuê cho hai mẹ con ngồi, còn mình đi bộ theo sau, như cách tôi tớ vậy. Đến khúc đường nào gập ghềnh khó đi, chàng lăng xăng thét bảo phu kiệu không được lắc mạnh, làm bộ chăm chút tử tế lắm. Không bao lâu đến một xóm, bà cụ bảo đây là nhà anh trai, mời Tài cùng vào. Có hai ông bà già ra đón, bà cụ gọi là anh là chị, lại giới thiệu Tài với hai người. Còn rể tôi đây, vừa vặn hôm nay tốt ngày, chả phải kén chọn xa xôi, lấy ngày đêm này cho hai đứa cháu thành lễ. Ông cậu cũng mừng, dọn cơm rượu thết Tài xong. Thúy Tiên mặc áo cưới, bước ra cùng làm lễ thành hôn. Chàng quét giường, hối vợ đi ngủ, nàng nói, tôi vốn biết anh bất nghĩa, chỉ vì mẹ tôi bắt buộc nên phải lấy anh. Nếu anh tu tỉnh làm người tử tế, thì vợ chồng chung sống với nhau, khỏi phải lo gì. Chàng vâng dạ nghe lời. Sáng hôm sau thức dậy, bà cụ bảo Tài về trước, sẽ dẫn vợ chàng đến sau. Chàng về quét dọn nhà cửa vừa xong, thì bà cụ với nàng đến. Bà cụ thấy căn nhà trống trải, nói, như vậy thì vợ chồng bay làm sao mà sống, để ta về ngay, giúp đỡ cho vợ chồng chút ít cho đỡ khổ. Bà cụ nói rồi đi liền, hôm sau lại đến, dắt theo mấy đứa tớ trai hầu gái, cùng chén bát y phục các thứ, xếp đầy một nhà rồi tất tả đi ngay, chứ không ăn cơm. Chỉ để lại một đứa hầu gái phục vụ hai vợ chồng.
Từ đó, Tài có cuộc sống lo đủ sung túc, ngày ngày A-dua đàn đúm với bọn vô lại, uống rượu và đánh bạc. Lần hồi ăn cắp cả hoa tai châm vàng của vợ đem bán để quăng vào đỏ đen. Nàng khuyên bảo lời hơn lẽ thiệt cũng không nghe, nên rất buồn lại xót của, chỉ lo ôm giữ Dương Tráp như là phòng bị giặc cướp vậy. Một hôm tội cờ bạc đến nhà chơi, thấy nàng xinh đẹp, lấy làm kinh ngạc, đùa giỡn bảo Tài. Chú mày đại phú quý, còn lo nghèo túng nỗi gì? Tài nói, phú quý ở chỗ nào? Bọn bạn cờ bạc nói, vừa rồi thấy mặt vợ chú đẹp như tiên ý, mà già đạo lại không thuận với nhau. Nếu mà đem bán cho người ta làm hầu thiếp, có thể được bạc trăm đấy. Mà bán cho nhà chứa thì được bạc ngàn. Đã có bạc ngàn trong nhà thì còn lo gì nhậu nhẹt cờ bạc không có tiền chứ. Tài không nói gì, nhưng trong bụng cho là phải. Bữa đó đi chơi về, thấy vợ, Tài than vắn thở dài, chốc chốc lại kêu nghèo quá, không biết làm cách nào mà sống. Nàng chỉ làm ngơ, Tài lại vỗ bàn và ném bát đũa, gắt mắng con ở, làm đủ các trò gây gổ để nàng ghét. Một buổi chiều kia, nàng tự mua rượu cho uống, rồi thừa dịp nói chuyện nhà. Mình vì sự nghèo túng, ngày đêm lo nghĩ nát ruột, em cũng chẳng có cách gì để mà thoát nghèo được. Chia lo sẻ buồn với mình thật là khổ thẹn. Tiếc là em không còn có món gì đáng giá, chỉ có con bé này. Hay là mình đem bán phát nó đi, lấy ít tiền qua ngày vậy. Tài lắc đầu nói, hài, thứ đó thì được bao nhiêu tiền, còn đáng gì mà bán. Nói xong lại ngồi gật gù uống rượu. Giây lát nàng nói, thiếp đối với chàng có tiếc gì đâu, chỉ khổ là đã không còn gì để mà bán. Nghĩ lại cảnh vợ chồng ta nghèo túng xác xơ thế này, nếu mà cứ ôm lấy nhau mà chết thì thật là khổ mãi. Chẳng có gì để mà mở mày mở mặt với đời, chỉ bằng chàng đem thiếp đi mà bán cho nhà giàu sang nào đó thì cả hai vợ chồng cũng đỡ khổ. Bán thiếp thì chắc được món tiền hơn con ở nhiều đấy. Tài làm bộ kinh ngạc, trách vợ sao lại nói tới chuyện quái gở ấy. Nhưng nàng cứ nằn nỉ mãi, chàng mừng thầm mà nói, thì để tôi tính xem sao. Ngay hôm đó, chàng đánh tiếng cho một nhà cũng gọi là giàu sang trong miền để bán vợ vào phường hát. Nhà giàu ấy đến nhà Tài trông thấy nàng ưng ý ngay, lại sợ không mua được nàng, liền buộc Tài làm tờ thỏa thuận ngay. Ngã giá 800 quan tiền, thế là xong việc. Nàng nói với chồng, mẹ em thấy nhà chàng nghèo quá, cho nên thường xuyên lo nghĩ săn sóc. Ngày nay như vậy là tình nghĩa dứt rồi, em phải sửa soạn về thăm mẹ một chút.